Nào, ai trường chụp hai con kiểu ảnh kìa. Bắt anh ra đây trường và nấu đầu tiên Mạnh Xuân phá bi. Đéo ăn cái gì mày à? Tú Điệu hôm nay nó đi chơi với anh Yến Sáng ấy nhá. Gọi gọi đâu nhá, vô địch đi chơi à. Là cho anh em chia sẻ video bình thường à. Trận chung kết giải Hưng Yên mở rộng giữa cơ thủ Sơn Chim Cu gặp Mạnh Súp Lơ. Toạch kìa. Hay quá nhở. Anh Sơn Chim Cu bắt đùi hữ hữ rồi. Tú Điệu gớm mặt nha. Việt Nguyễn gậy đen kia có khoảng 30 triệu thôi. Chào Trần Hạo Lam. Lỗi. Mà Vương đang đánh ở câu lạc bộ 89 thị trấn Văn Giang Hưng Yên. Tú Điệu sang giao lưu với anh em đi giao lưu. Thì đã về tiền nong thì anh em quan trọng gì. Rồi anh Điều hơi lụt một tí nhưng má này vẫn ok. Bình Chí giải nhất được có 10 triệu thôi, thông báo đến cả tháng đấy rồi giờ vẫn hỏi. Ma Vương có rất nhiều anh em ở Hưng Yên.
Ok. Phong Hoàng vào trận rồi đấy. Anh em chia sẻ mạnh video về tường ấy. Đây là ván đấu đầu tiên. Cái gì em ơi? Rồi, còn 3 bi thôi. Đấy anh đâu? Đấy anh đâu? Rồi, còn 2 bi thôi. Sao chú yếu trượt nhiều đi vô viên quá. Gọi cho anh ý. Chỉ giúp trông thì tôi đang bắn rồi nó bậc đậu. Bảo anh nó phải bắn cấp đấy. Mấy chục. Ngon phết. Mấy chục của tôi ngon phết. Anh kìa. Mất chìa khóa này em ơi. Mất để đâu? Để phải check này ca. Check này là ngồi xem hơi lâu. Chìa khóa xe á thì cầm nhầm anh. Chìa khóa xe á? Thế ta xem còn xe không anh? Mất mẹ. Xe thì có anh, lấy mất giờ được. Có xe là được rồi. 8 cái camera ở bên ngoài thì trộm nó ghê. Tỷ số là 1-0. Sân khu ăn đúng không? Bây giờ xem mấy cái sọt tác ấy, xem nào nó có hot được sọt tác không. À, đường chuyền đang rất là lét. Ô, cơ hội trao lại cho Sơn Chim Cu rồi. Tuần sau đang tạm nghỉ tuần này lắm. Hai đứng cửa lỗ. Lợi Nguyễn mạng quay như cứt đi. Mạng đang chạy luột như thế này. Rồi. Cái hơi khó rồi. Mạng của tôi đang chạy rất luột. Anh em kiểm tra lại mạng của mình đi nhá. Đấy, rất nhiều anh em chạy luột mà. Quá hay. Còn bị rất khó nhưng mà Supler vẫn ăn được. Bao nhiêu bàn cơ mà nhớ lần cuối để ở đâu. Ồ. Trượt bi 4 rồi. Rất. Nhớ chung giờ là bỏ anh đi để anh check.
Gậy Mạnh Xuân đánh là thanh gậy cát tầm thuộc hãng Pichauer, Joseph Pichauer của Mỹ. Gậy Mạnh Xuân đánh thì khoảng 35 triệu. Mạnh Xuân đánh gậy khoảng 35 triệu, còn Sơn Cư đánh cũng gậy tầm xem tầm vậy, hơn 30 triệu. Và hai anh đang chạy đạn qua lại bi số 4. Pi số 35 triệu. Đấy, thằng này mua lại ở Phúc Long rồi. Đuôi rồi, anh Supler thực hiện cú nhảy sút tê. Tốt. Đuôi không. Chào hơn 200 anh em. Anh em chia sẻ video về tường rồi. Vất đỏ, đánh trượt để ra đuôi. Mạng đang căng đét anh em nhá. Mạng ngon lành các anh em cứ bảo giật, buồn cười thật đấy. À anh em chia sẻ video về tường nào. Rồi cơ hội cho Sơn Chim Cu vượt lên dẫn trước. Anh Mạnh Xuân thì vừa gọi một chai nước để lấy lại sự bình tĩnh rồi. Tí trượt. Anh mở má thì điều 7, nhưng có vẻ là tôi thấy mở má hơi nhiều rồi, hỏng rồi. Ô ô, quá cầu thả, anh đánh quá vội vàng. Đặt gậy đánh không ngắm nghía gì, vội. À, con đấy anh định cắm để gãy hàng, nhưng anh lại quá tập trung vào gãy hàng, quên mất là còn phải ăn bi 6 đã. Đây là đánh vội, đói cái gì. Âu, cầu thả. Rồi, còn hai bi anh súp lơ ra cá dọn bẻ rồi. Ok, bi, một đều. Anh Sơn Chim Cu này thì nhà ở Chợ Rời, phố Huế, Hà Nội. Bảo bao lần rồi, vẫn vội. Anh này ngày xưa chơi chim có tiếng đấy. Tay anh xăm 7 con chim cu gáy ở tay. Giải địch, vô địch giải này được có 10 triệu thôi, với cả một ít side pot thôi không. Rồi. Tỷ số là 1 đều. Mày xu lơ ăn. Xu lơ ăn chơi pot nào. Sao thế?
anh sụp lờ phá xếp một bi nhưng mà lại ra đuôi bi một, chắc là anh sẽ chạy an toàn. Văn Minh, à, đúng rồi, 20 triệu là cả sai pot, sai piếc nữa. Sau một ngày dài thi đấu, bây giờ 9 giờ rồi thì có vẻ hai cơ thủ cũng bắt đầu có dấu hiệu đi xuống của sức khỏe rồi. Ui chà, đùi hữ hữ rồi. Rất may mắn. Đóng hết cả người. Dạ người thế. Nói cái nhiều. Lôi. Chưa bằng. Anh chà, thực hiện cú trô băng dài. Hay quá. Ra hình 3 rồi nhưng quan trọng là phải lại phải đẩy cú lê để điều con 4. Rồi, cú lê lên. Quá hay. Cú đè cái văng lên. Quá tốt. Thấy trình độ anh em súp lơ lên rất cao. Rồi chào 300 anh em nhé. Anh em chia sẻ video về tường nào. Anh em kích vào nút chia sẻ video về tường để mọi người cùng cổ vũ cho cái trận chung kết Hưng Yên mở rộng nào. Hơi mạnh một tí. May mà vẫn có man. Con đấy hãm được cũng tương đối khó. Ồ, chưa rồi. Rồi, được 350 anh em xem rồi. Anh em chia sẻ video về tường này. Mọi người cổ vũ cho hai cầu thủ. Trận chung kết. Tốt. Anh Sơ Chim Cu ra dọn bể. Ô, khó rồi. Đít lại mọc nhọt rồi. Cái nhọt này cũng tương đối to đây. Rồi, đít mọc nhọt. Quá khó. Rồi, trong công có thủ. Thủ không. Ồ. Phong Hoàng bất ổn gì? Quá hay, ngọt, điều lực đâu ra đấy? Ngon rồi, còn hai bi thôi.
Rồi, tỷ số là 2-1. Rất đáng tiếc Sơn Chim Cu điều con nào. Là cái nhọt ở mông to quá thành ra là bị vỡ. Mạnh Súp Lơ dẫn 2-1. Lấy đâu ra được 400, trung tèo toàn nói điêu, được có 300 anh em thôi, 300 thôi. Pha này thì anh Sơn Chim Cu phá bi. À, hết đường ăn hai rồi, còn hai là hết ma xém rồi. Con này không biết là anh con chim cu gáy này sẽ đánh theo đường nào đây. Rồi, con này xém vào mũi. Xém mình đéo điều được ba. Đấy. Rồi, anh vẫn đỏ. Chém trượt để ra đuôi. Hay quá nhở. Cảm ơn bạn Vân Nê nhá. Nhưng mà không biết là bạn chúc ai ở đây đây. Chim cu được đặt B5T. Anh em chia sẻ video về thường ấy, chưa được 500 anh em xem đùa, chán thế nhở. À. Trận chung kết Hưng Yên mở rộng đang diễn ra tại Club 89, thị trấn Văn Giang, Hưng Yên. Đè bi hơi yếu sinh lý. Bốn vẫn còn má xém nhưng mà xém má hơi mỏng. Bùi Tuấn. Nói vậy gì thế? À, chào thím Bích Ngọc Kiều nhá. Tốt. Của cú lê áp phê chảo của Sơn Chim Cu. Ra hình không? Vẫn chém được. Sàng C. Hai băng dài. Đừng có hãm lực trượt đấy. Sổ thẳng băng xuống. Ôi giời, bộc ruột. Cơ hội trả lại cho anh Mạnh Súp Lơ rồi. Quá tốt. Có vẻ như anh Súp Lơ vào tay rồi. Rồi, được 400 anh em xem rồi. Anh em chia sẻ tiếp video đây. 400 anh em chia sẻ video về tường để được 500 anh em xem nào. Tốt, tí nữa thì dùng. Chưa có dùng. Rồi, đẹp lắm rồi. Tỷ số là 3-1 cho Mạnh Súp Lơ. Chào 400 anh em, 400 anh em chia sẻ video về tường để được 500 anh em nào. Đó.
Cái Echo Măng, cái hơi tí sát băng rồi. Hùng Trần, đúng rồi, Sơ Thiêm Cu thì vẫn đang hơi tốt. Vội vàng, 3-1. Chia sẻ mạnh lên mọi người ơi. Cả nhà ơi, tả tim chia sẻ đây. Tỷ số là 3-1 cho Mạnh Súp Lơ rồi. Anh em chia sẻ mạnh video để được 500 anh em nào. Thiên Gu có vẻ hơi mất bình tĩnh. Súp Lơ phá lại mất hình. Hết hình 1 rồi. Mạng đang đẹp mà, chắc mạng của các bác kém thôi. Đúng thỏ á? Tâm tâm của em à? Em hợp cơ mà. Em hợp cơ. Em hợp cơ. Vâng, anh vừa có cầm nhầm cái chìa khóa của cái cậu ở đây không? Anh kiểm tra lại cho nào, thấy à đấy ạ, anh không cầm gì. Vâng, thế tôi sửa hỏi. Thế cái anh ngồi cạnh anh vừa nãy là anh nào nhỉ? Ở đây. Áo đen ấy, Quick có cầm nhầm vì là cái ở đây mấy ông lên soi lại camera ấy, tôi thấy cầm ra cầm vào không biết là cầm nhầm chìa khóa không. Cái chìa khóa thì thế mới bảo là cầm chìa khóa, nhưng nhỡ có như cầm nhầm không thì mới hỏi. Vâng. Không có đâu. Ông cầm chìa khóa không đéo gì. Không. Tìm lại xem chứ làm sao chìa khóa ai lấy làm gì. Bây giờ sẽ cập nhật ngay ông bỏ mẹ đây. Mau hết lại cho nào. Tập đi. Hay vẫn cắm xe ai. Xe ở đâu. À, Sơn Bay, tôi còn hết cả bánh mì cơ, tôi gọi từ nãy giờ hết bánh mì cơ. Sơn Cu gỡ, vừa nãy giò gà con chín chết tỷ số gỡ lên 25 rồi, 23 rồi, à, gỡ lên 23. Đúng rồi, từ cái mà ăn chín hợp lệ là thắng luôn. Ok. Điều tốt quá. Còn 5 bi lẻ không biết là anh có đi hết được không. Ôi giời ơi, đúng là bốc ruốc. Quá chủ quan.
ra đùi, mấy con bi lẻ đánh ra đùi. Cũng là sai một ly thì đi bốc ruốc. Rồi, chim bắt đầu thực hiện cú nhảy. Úi ta. Để trúng mi. Nhưng mà thôi, vẫn lại chim lại gặp bác chào màu rồi. Chào bác rồi. Úi giời ơi, anh súp lờ, anh áp phê người, anh vặn cả xương sườn nhưng mà vẫn trượt. Cơ hội trả lại cho anh Sơn Chim Cu. Rồi, còn 3 bi lẻ thôi. Rồi, còn 2 bi. Rồi, còn 1 bi 9. Rồi, ok, tỷ số 3 đều. Anh em bão lại nào. Trận chung kết hấp dẫn. Bây giờ đến hồi căng thẳng thế này, 3 đều rồi. À, báo like, báo chia sẻ về tường này anh em. Cứ lốp ngao, lốp ngóp 400 mà không được 500 anh em này. Anh Vinh Trần Ngọc đề nghị anh về ngay phía bàn thi đấu có việc cần trao đổi đây. Đề nghị bác Vinh Trần Ngọc ra ngay nhà thi đấu, câu lạc bộ thi đấu có công việc cần trao đổi. Rồi, phát này thì anh súp lờ phá bi. Rồi, phá xếp 2 bi, 1 bi về bếp, hợp lệ. Nguyễn Trường Giang, mạng em nét căng, chắc mạng của anh trục trặc rồi. Con này tôi nhìn thì vẫn còn má chém con 2 lỗ 10 nhưng mà phải điều 4. Vấn đề là phải điều được con bi 4. Rồi, điều được rồi. Con mốc Club 89, thị trấn Văn Giang, Hưng Yên. À, đánh một ngày cũng tương đối mệt nhưng mà giải đấu mà. Khó người khó ta, dễ người khó ta. Giờ, dễ người dễ ta. Các cầu thủ là đều phải chấp nhận hết. Vậy muốn vô địch thì cần phải đầy đủ các yếu tố, cả sức khỏe, tâm lý, thể lực, các yếu tố. Anh em không biết chứ có một số giải nước ngoài ấy, là đánh liên tục. Sượt rồi. Quá cẩu thả. Em hãy lấy cho thằng Sơn Chim Cu cái khăn lạnh ấy. Rồi. Quan trọng vấn đề bây giờ là 5 ra 6. Bởi vì thằng 9 nó đang đứng chặn thằng 6. Thank you.
Ai cầm ấy ở trường? Trường ơi, ai cầm ấy? Sao bảo nó người đấy? Để ý đéo. Ra tình huống cân lão rồi. Công hay thủ đây? Con này thì theo anh em nên công hay lên thủ? Rồi, anh Sơn Chim Gu thực hiện cú chạy đạn. Nhưng mà cũng vẫn là thế cần lão, công hay thủ. Anh Supler quyết định thực hiện cú chạy đạn thành công. Anh em chia sẻ video về tường nào, chưa được 500 anh em xem trận đấu lúc căng thẳng hấp dẫn như thế này. Thành công không? Ui, ui sồi ôi, bão lai ngay. Cú chạy đạn kìa. Ảo tật, cái dính đi 8 rồi. Quá ảo. Ui sao, bão lai anh em ơi. Ui, ông này còn ảo hơn, ông này còn mắc xê còng. Ông này còn quắc xê còng, chết luôn như vậy. Trận đấu quá hấp dẫn, từ như bịp luôn. Đúng bịp rồi. Quá hay. Ông kia chạy đạn bắt đùi, ông mạnh súp lơ, ông quắc xê một quả còng chết bảy luôn. Ảo thật. Rồi, tỷ số là 4-3 nhưng về súp lơ. Quá anh em ơi, tôi đề nghị anh em mà tập trung vào cái trận đấu hấp dẫn này. Những con bi vừa rồi là rất hay. Anh em chia sẻ video về tường ấy cho được 500 anh em xem. Nguyễn Tùng Dương, quả đấy người ta gọi là quắc xê. Anh em kiểm tra lại góc cách thùng rác thùng nước như thế nào, mất được sao được. Rồi, anh Sơ Chim Cu xem nào. Anh phá hộ đối thủ thôi. Thế bi cũng tương đối là thoáng. Quan trọng là 1 ra 2 thôi. Anh em
Trái bóng tròn anh em ạ, không thể nói trước được điều gì. Sơn Chim Cu, người ở Chợ Rời, phố Huế, Hà Nội. Ô, điều bị lụt rồi, bị đuôi rồi. Trái bóng tròn anh em ạ, không thể nói trước được điều gì. Lỗi luôn. Cơ hội cho anh Sơn Chim Cu. Thế nhưng mà tình huống lại xảy ra ở bi 5, 6, 8 đang dính nhau và bi 4 thì cũng đang bị bi 9 nó chặn mất một lửa. Thế bi cũng tương đối là rồi, gần 500 người rồi anh em, chia sẻ video về tường nào. Xem được 500 người đã hào rồi, ok. Chào 500 anh em nhá. Rồi, anh Sơn Chim Cu điều dính đít 4 rồi. Thế bị khó rồi. Rồi, chào hơn 500 anh em. Ok rồi đấy. Tôi cũng chỉ cần được 500 anh em thôi. Rất là tuyệt vời. Trận đấu đến bây giờ đến hồi rất là căng thẳng, hấp dẫn. Tỷ số đang 4-3 nghiêng về anh Mạnh Súp Lơ. Anh Sơn Chim Cu định thực hiện cú chạy quay sổ số miền Trung quay chậm nhưng mà quay hơi ẩu, nên ra là trúng ở giải bét rồi. Đỗ Văn Thuyên giải thưởng có 20 triệu thôi bạn ơi. Rồi, Mạnh Súp Lơ đè cái một băng, điều làm lũ tít. Ô, trượt rồi. Cơ hội trao lại cho anh Sơn Chim Cu. Và xuống bảo bạn kia quen thì bảo nó nói bén. Bảo quen nói bén thì anh cả. Ờ, anh Sơn Chim Cu tiếp tục quay sổ số nhưng mà trượt rồi. Cơ hội trao lại, ui trời, trao lại cho cơ hội tôi nhìn thấy là có cái bánh giò rồi đây, bánh giò đây, giò nóng đây, à không, anh Súp Lơ không thực hiện cú giò chín mà thực hiện cú chạy đạn sinh viên nhưng mà không ăn thua, vẫn nổi mông nhưng mà khó, cũng khó rồi, thế bi này khó rồi, à đâu đuôi rồi, nhìn cái thế bi này tôi tưởng là còn mông nhưng mà đuôi rồi. Cú chạy đạn sinh viên thành công. Anh Sơn Chim Cu định cũng chưa định quắc xe còng nhưng mà cũng thực hiện cú quắc xe còng nhưng mà anh này không biết quắc xe. Rồi. Ở trong nhà đi. Rồi, còn 2 bi thôi. Cơ hội cho anh Súp Lơ nâng tỷ số lên. Ok, 5-3. Tôi thấy anh Chim Cu thì cô đi không
Quái đánh không mắt à? Em mắt bồi ra như phần ca. Nó mới chơi được cái phát đấy. Đi xe gì? Xe Yazid. Hả? Yazid. Đi xe gì? Chìa khóa, còn chìa khóa không? Bây giờ còn thì... cái dự phòng không? Một là lên hãng, hai là lên trên ca. Nhưng mà chìa khóa tại sao ở trong đây làm sao mất được? Mình cầm nhầm thôi, hoặc là cầm rác cũng rơi rồi thôi. Đổi tùng ra làm sao mất được? Tỷ số là 5-3. Anh Sơn Trinh Cu có vẻ rất là vội vàng, chệch choạc quá. Đang thi đấu tại Club 89, thị trấn Văn Giang, Hưng Yên. Tên Club là Club 89. Tốt quá, anh Mạnh Xuân thì càng đánh càng vào tay. Súp lờ có vẻ đang lở rộ rồi. Ok, Văn Duy, toàn gà đánh mà. Sao? Cũng là anh súp lơ của anh quyết đoán nhưng mà dường như là bị mất hình 4 rồi. Tỷ số hiện nay là súp lơ đang dẫn Sơn Chim Cu 5-3. Nguyễn Minh Chiến, bạn cứ theo dõi Facebook của tôi tổ chức giải liên tục. Rồi, anh Sơn Chim Cu bây giờ tôi thấy là yếu đuối lắm rồi. Anh đánh rất là chuệch choạc rồi. Không biết là có một cái liều doping nào để cho anh lấy lại tinh thần hay không. Em lấy cho Sơn Chim Cu cái khăn lạnh ấy. Lấy mấy khăn lạnh hiệp Nguyễn Kim, tuần trước là giải chuyên nghiệp, nó có sức hút cao hơn là cái giải nghiệp dư. Rất may mắn anh sút tê ra đuôi rồi. Hậu cá rô ở Vĩnh Phúc, câu lạc bộ nào mà có nhã ý mời tôi tổ chức giải thì tôi sẽ về Vĩnh Phúc tổ chức giải. Nào, đuôi hay ra hình? Tôi thấy là loài mông rồi. Chào hơn 500 anh em đang xem. Không biết anh em đói chưa, tôi cũng đói lắm rồi. 9 rưỡi tối rồi. Rồi anh Sơn Chim Cu anh bắt đầu ăn chắc rồi. Còn anh cũng không điều được cái thì côn băng.
con này sẽ thể hiện sự chính xác quyết đoán của cơ thủ đây. À, anh công luôn. Xem cúp rất may cho anh Sim Sơn chim cu. À, con chim cu này đi ngủ rồi. Ra đuôi rồi. Bia à, đúng là chưa nói trước được điều gì. Trái bóng tròn mà. Có thể thấy là cái độ căng thẳng trận đấu rất là lớn. Hay quá nhưng lại vẫn nổi. Rất may cho anh súp lơ rằng cái hơi bị côn băng một chút. Sẽ gây khó khăn hơn rồi cho cú đánh. Liệu là anh Sơn Thiên Cú có giải quyết được cái ván đấu này không? Ván đấu rất quan trọng. 3-5. Một là lên 4-5, hai là bị 6-3. Game chạm bẩn rất quan trọng. Một cái khớp rất quan trọng. Tốt. Rất tốt. Còn đấy, cái ôm băng điều như này là quá tốt rồi. Còn như này thì theo tôi thì anh cứ đánh thoát tay ra, đánh tứ băng. Anh hãm lực trượt đấy. Hãm lực trượt hoặc lụt đấy. Bởi vì bây giờ đang cóng, tay đang cứng. Hãm lực không hãm nổi. Tốt, 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 tốt. Rồi, làm tốt lắm. Mình nói thầm thế mà nó nghe được. Thằng này khôn phết. Rồi, ok. Ôi trời, hỏng 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 rồi. Cái này echo măng rồi. Cơ này đòi hỏi cú đẩy. Cú đẩy động tác phải rất tốt. Động tác phải tốt thì mới đẩy được con này. Con này đang khắc tâm lý quan trọng. Cái côn băng. Bớt quá hay. Bảo là anh em ơi. 4-5. À, chào 650 anh em đang xem nhá. Sợ mà hình dung cứ mà sợ. Giật, đông quá giật. Này không hiểu bão này. Tôi bảo anh em này này. Anh em bão này thì sao nào? Cổ vũ cho trận đấu để lên trận đấu cho hòa 5 đều đi cho nó. Trận đấu hấp dẫn. Sơ chim cu vừa gỡ lên 4-5. Đánh những con bi hết sức quyết đoán. Phá tốt. Ra hình không? Ồ, thiếu bếp, thiếu bếp, thiếu bếp. Hai bi chết nhưng chưa bi nào về bếp. Rất đáng tiếc cho anh Sơ chim cu. May mà là không ra hình. Mà nàng ấy không có số, thằng dùng toàn số lung tung. Họ sẽ không cầm nhiều quá không á? Đây để đi đi bảo lại đi. Rồi. Ra đuôi thôi. Có em ơi, Trần Văn Trinh có cứ inbox cho mình nhá. Ôi hỏng rồi, giờ còn có 400 anh em xem này. Tụt nhanh thế nhở. Thank you.
Ô nhưng mà ra à, cái nhọt ở mông to lắm rồi, không được rồi. Đường truyền năng rất là mượt mà anh em. Mạng nét căng. Rồi. Anh Super thực hiện cú chạy đạn sinh viên. Nhưng mà tôi thấy dường như là vẫn lòi mông. Trong công có thủ. Ra đuôi rồi. Trận cho chung kết hấp dẫn quá anh em ạ. Quá tuyệt vời anh Super vừa thực hiện cú A bằng rất tốt. Nhưng mà cơ hội trao lại cho Sơn Chim Cu rồi. Trận đấu đang đến hồi rất căng thẳng và hấp dẫn. Tốt. Còn 4 bi thôi. Quá hay. Trái bóng tròn chưa biết như thế nào cả. Quá tự tin. Bi đi. Quá đẳng cấp, quá hay. Trận chung kết rất hấp dẫn và căng thẳng. Trái bóng tròn anh em ạ, trận này chưa biết được là ai thắng ai thua cơ. Thôi tôi đề nghị anh em không nên like nhiều nữa, có vẻ mạng cũng hơi đơ, nhiều anh em kêu quá. Anh em không like để cho cái trận đấu nó được lột là để anh em cùng xem nào. Đuôi rồi, rất đáng tiếc cho anh Sơn Chim Cung.
đâu nó mất tí má. Sơn Chinku thực hiện cú nhảy, không biết là lần này anh sẽ Sơn Chinku vừa rồi gặp bác chào vào rồi. Nguyễn Văn Dương, tôi cũng muốn đặt nó góc quay nó đẹp hơn tí nữa, nhưng mà câu lạc bộ đó thì chỗ này là đặt máy đẹp nhất rồi. Thôi được rồi, được cái cờ này à, mày lần đầu tiên đúng không? Trời ơi, chìa khóa không được gì, từng chìa khóa từ nhưng chìa khóa đấy đánh được. Buồn đéo ấy, thì gọi đi, gọi người đi. Mọi người sáng ở đây là quê, quê ở Hà Nội đâu. Có phải. Trả lời gọi mà nâng ca nó về. Chỉ là mình có số. Còn 5 bi thôi. Dung ở phút 50. Cơ hội cho Sơn Chinku. Có vẻ là cái con vừa rồi là cái con bi chưa được kỹ cho lắm của cầu thủ Mạnh Súp Lơ. Cơ hội cho Sơn Chinku đúng tay trái luôn. Thuận tay. Đó, lại ra cá dọn bè. Nhìn anh Sơn Chinku mặt cực kỳ quyết tâm, mặt anh như kiểu muốn đánh nhau đến nơi rồi đấy. À. Rồi, anh quyết định điều 8 lỗ tiếp bên kia. Hơi hơi lỗi má một tí, nhưng mà tôi nghĩ là với lúc vào cơ thì vẫn thực hiện tốt. Quá hay. Đúng là tay trái. Cũng vừa bên tay mình đánh luôn. Đề nghị anh em ít like thôi nhá, không nó đơ. Ok. Ôi, tỷ số là 6-5 nghiêng về Sơn Chinku. À, bây giờ mà tôi nhìn thấy ai like là tôi kích ra ngoài. Tôi kích ra ngoài, không nó đơ anh em không xem được. Sơn Chinku đã vượt lên dẫn trước 6-5. Ván này Sơn Chinku phá, không biết là anh có thể cắt tiết được trận đấu hay không đây. Trái bi tròn chưa nói trước được điều gì anh em nhé. Thôi bỏ đi anh không đơ. Rồi, pha này anh Sơn Chinku sẽ phá bi. Nhìn cái mặt của anh khọm 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 mà tôi nhìn thấy rất là ưng. Rất là ưng cái mặt của anh. Sợ. Ừ, nhìn mặt trợn đi. Nè, mặt trắng dã như mắt lợn luộc. Đủ bếp. À, hình thì một đẹp rồi. Ba thì dắt đang dắt ở bi ba. Đang dắt ở bi ba. Anh em tập trung nhá, ván đấu rất là căng thẳng, nó quyết định của trận đấu đây. Không biết là anh Sơn Chinku có cắt tiết được trận đấu hay không này. Nếu như anh mà xào được món súp lơ trong ngày hôm nay thì đúng là quá hay, bởi vì hôm nay anh súp lơ cũng đánh rất là tuyệt vời. Ôi, tôi nhìn đấy, lao vọt xà rồi. Vừa không. Ôi. Vừa khít như ấy rồi anh em ạ.
À, 65 rồi. Anh em tập trung vào trận đấu. Ôi giời ơi. Nào, anh em cổ vũ cho Mạnh Super để gỡ hòa 6 đều cho trận đấu nó vào đến cái hồi căng thẳng nào. Nhưng mà tôi thấy là anh Mạnh Super này, bây giờ tôi cũng không biết diễn tả như nào, không biết là anh có liệu có đủ bình tĩnh để đi hết bàn không. Rất đáng tiếc cho anh Sơn Chim Cu, anh điều rất đẹp rồi nhưng anh đánh trượt. Nếu mà anh Supler gỡ hòa được ván này 6 đều thì anh sẽ nắm quyền phá ở ván chung kết, có nghĩa là anh nắm lợi thế rất lớn. Rồi, còn 4 bi thôi. Rồi, anh đánh tay trái luôn. Quá hay. Điều như một cánh diều luôn. Thấy cái trận, những cái trận đánh của cái giải nghiệp dư này nó hay hơn rất nhiều so với cái giải chuyên nghiệp, bởi vì nó có kịch tính, nó hấp dẫn và nó nhiều cái tình huống nó xảy ra. Rồi rồi rồi, còn 2 bi rồi. À, anh em vào dung đi. Vào dung, vào dung. Rồi, phút 90 rồi. Rất mềm mại, rất bình tĩnh. Ok, 6 đều, ván chung kết. À, đề nghị 500 anh em, 600 anh em không kích động nhá. Trận đấu nó tệ quá. Trận đấu vào ván chung kết rồi anh em ạ. Hấp dẫn quá. Giải chung kết Hương Yên mở rộng. Đây, bao nhiêu người? Chắc khoảng tất cả hơn chục người. Hơn chục người. Không trả 2 triệu mấy lần. Đúng không có. Vâng, ngồi chơi cho ngồi. Con thuê sư. Oh. À, không chết bi nào. Tôi đề nghị 500 anh em không nên kích động nhá, tập trung vào cái chuyên môn của cái ván chung kết này. Ván chung kết của trận chung kết. Rất hấp dẫn. À, không nói trước được điều gì. Trái bóng tròn, khi nào bóng lăn xuống lỗ mà nằm im trong lỗ rồi mới biết được. Rồi, anh Sơn Chim Cu. Ôi. Ôi giời ơi, tôi nhìn thấy có hình 1991, không biết anh Supler anh sẽ xử lý theo cái hình nào. Rồi, anh Supler đặt hình 1991 rồi. Tất cả anh em nín thở xem cái con bi này. Supler nhìn hình 1991 rồi. Tất cả anh em nín thở nhá. Supler đang đặt hình 1991. Tôi có thể thấy cái gương mặt của Sơn Chim Cu. Tôi không biết diễn tả như nào. Trạng thái dòng nào gọi là. Đúng không? Nào tất cả anh em nín thở.
xin chúc mừng Mạnh Supler đã vượt qua Sơn Chim Cu trong trận chung kết rất hấp dẫn. Mạnh Supler thắng 7-6. Rất đáng tiếc cho Sơn Chim Cu. Anh đánh con cuối cùng quá vội, anh quay sổ số chết cái để anh Supler cộng chết. Ngay sau đây anh em giữ máy, tôi sẽ tường thuật luôn lễ trao giải. Lễ trao giải. Anh chị đã theo cách rồi. Đấy. Em chị đã chị đã theo cách rồi.
xin mời anh Nguyễn Văn Trường, chủ nhiệm câu lạc bộ lên giao hai giải và cho cầu thủ Quang Anh và cầu thủ Đại Quang Đức. Xin mời cầu thủ Quang Anh và cầu thủ Đại Hải Dương lên. Hai giải ba ngày hôm nay của cầu thủ Quang Anh và cầu thủ Đạt Hải Dương. Làm cho anh em cho một tràng pháo tay nào. Chúc mừng hai cầu thủ đạt giải ba. Tôi không biết là phải chúc mừng hay là như thế nào. Hôm nay rất xuất sắc rồi. Mời ca sĩ Sơn Trung Cư lên nhận giải đi. Gồm có và ảnh hưởng của Trung Xin mời Vít Tân Trường, chủ nhiệm câu lạc bộ lên sao. Rồi tất cả mọi người cho một tràng pháo tay chúc mừng cầu thủ Sơn Trinh Cu giành giải nhì. Vâng, tôi vừa cũng thấy cái lỗi buồn trên gương mặt của anh. Vâng, và đặc biệt xin chúc mừng cầu thủ Mạnh Xuân đã rất là xuất sắc ngày hôm nay vượt qua tất cả các cầu thủ khác để bước lên ngôi vị số 1. Xin cả nhà cho một tràng pháo tay nào. Cầu thủ Mạnh Xuân Lâm. Sau đây xin hai giải ba, sau đây hai giải ba và giải nhì, cho nên là chụp ảnh và lưu niệm cùng tất cả các bạn. Một thôi ạ. Anh ông ta. Một thôi ạ. Tất cả anh em lên cùng lên lên chụp ảnh và lưu niệm ạ. Vào đây, vào đây ơi. Anh ơi. Mạnh đâu rồi? Sơn đi. Sơn. Sơn đi. Sơn đi. Sơn chào 500 anh em nhé, hẹn 500 anh em vào những mùa giải sau của Học Cơ Vilas.